Hello hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Go With Lin và mình là Lin. Hôm nay là ngày thứ tư mình ở Huế rồi và tiếp theo thì mình sẽ có một chuyến hành trình đi đến đồi Thiên An, đồi Sim á, cách thành phố Huế khoảng 6 cây đi về phía Long Khánh Định. Mời đi cùng mình nhé. Mình rất thích cái kiểu cuộc sống ở người Huế nhá, nó cứ chậm rãi kiểu gì. Thế là nó sẽ mang cho mình một cái cảm giác rất là yên bình, rất là thong thả. Thôi, tự sự thế là đủ rồi. Giờ thì đi ăn sáng với mình nhá. Hôm nay thì mình dẫn các bạn đi ăn một món ăn cực kỳ ngon luôn. Mọi người chờ xem nhá. Đây rồi, món ăn mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đây rồi. Đó là quán bún chả cá riêu cua Ti Ti nằm ngay đầu ngõ 150 Nguyễn Huệ nhá. Một bát bún chả cá riêu cua như thế này cũng chỉ có giá 20.000 nhá. Rẻ quá đúng không? Vừa rẻ lại vừa ngon cơ. Hôm đó mình đi sớm, mai mình được ăn chả cua ở đây. Chung một lúc sau mình muốn gọi thêm để ăn cùng ấy, mà không còn luôn ấy. Chả cá với cả chả cua ở đây ý, ăn thì mềm mới ngon cực, nước lèo thì thơm nhá. Ngọt vừa đủ mà không phải ngọt kiểu gia vị mình chính đi đâu nhá. Nói chung là ngon, mọi người ai mà đi ra Huế chơi thì qua đây ăn nhá, chắc chắn không bị thất vọng đâu. Ăn xong no nê rồi thì mình phi thẳng một lèo lên đồi Thiên An rồi nè. Quan cảnh chuẩn bị lên đam điện Thiên An nhá mọi người. Mọi người lên đây thì gửi xe miễn phí này nên cứ lên tham quan bình thường thôi. Thật sự thì mình cũng không phải kiểu người hay kêu ca đâu, nhưng mà nhìn qua bậc thang như này thì mình không than cũng phải than với mọi người. Thế đâu, nó vừa dài vừa thoải đó chứ. May mà mình ăn sáng rồi chứ lên đây chắc tủi táp mất. Rồi thì mình đang di chuyển lên đam điện Thiên An. Sau khi đi cung đường mà lên đây này thì mình phát hiện ra là nếu mọi người đi ấy, mọi người nên đi Lăng Minh Mạng này rồi đi Lăng Khải Định này, rồi trên đường về ấy, mọi người đi luôn đồi Thiên An, đam điện Thiên An này luôn thì nó sẽ thuận đường hơn. Rồi hôm sau các bạn đi Tự Đức, đi đường Phạm Cảnh và đi chùa, đi Làng Hương thì nó sẽ thuận đường hơn. Nên các bạn sẽ không phải là đi hết ba lăng rồi các bạn lại quay về đam điện Thiên An bằng cái đường đi lên Khải Định. Đó thì mình lên đây thì mình thấy ra được cái vấn đề, còn một cái lưu ý nhỏ như thế thì sẽ là một cái góp ý khá là hay cho mọi người khi mọi người đến Huế. Lên đồi Thiên An và đam điện Thiên An ấy thì các bạn cứ Google Map mà đi nhá, vì đường đi cực kỳ dễ luôn. Cái khung cảnh ở đây thì sẽ làm mình liên tưởng đến Đà Lạt ấy, vì cũng có rừng thông này và kiến trúc Thiên Chúa giáo. Nghe nói đam điện Thiên An ấy là nơi ở cho các đam tu sĩ theo lối chiêm nghiệm, vì mình cũng không theo đạo nên mình cũng không biết nhiều lắm đâu. Đam điện không phải là một nơi tham quan gì cả, nhưng mà lối đi lên đây thì cực kỳ thu hút bởi có rừng thông và đặc biệt là rừng sim, được lấy bối cảnh trong phim Mắt Biếc ấy. Đam điện Thiên An này là một công trình công giáo được kết hợp với kiến trúc Á Âu, tạo nên một cái không gian rất là tĩnh mịch và cổ điển. Đây, như các bạn thấy ở đây là có một cái đan điện này, và bên là có một cái tháp. Khi mà đến đây thì các bạn sẽ thấy là khá là vắng vẻ với một không gian tràn ngập cây cối xung quanh, rất là trong lành, rất là mát và thời tiết hôm nay cũng khá là nóng. Tham quan xong thì mình di chuyển xuống đồi Thiên An với cả rừng sim luôn. Nhìn rừng cây thế này thì công nhận cứ nghĩ là đang ở Đà Lạt thật như nào mọi người nhỉ? Nhưng mà không nhá, đây là đồi Thiên An nhá, quá là đẹp luôn đúng không mọi người? Ok, mình chuyển cảnh vào rừng sim nhá. Đường vào rừng sim toàn đất đá như thế này ý, mọi người. Thế nên là mọi người cứ phi thẳng xe máy vào chứ đừng đi bộ cho mệt thân ra nhá. Và đến đúng đoạn muốn chụp ý, thì mình dừng lại. Với cả hôm qua cũng chẳng có ai trong xe đâu, thế nên là thôi, cứ phi vào cho chắc. Hiện tại mình đã có mặt ở rừng sim rồi. Giờ chỉ cần còn mỗi cây đàn và Hà Lan thôi thì sẽ thành tốm hết chú ngại ngồi bên cạnh Hà Lan và đánh đàn cho Hà Lan nghe. Sự rừng sim là đẹp thật luôn. Tham quan xong đồi Thiên An và rừng sim rồi thì mình lại tiếp tục di chuyển ra Làng Hương nhá. À không, mình ra đồi Vọng Cảnh trước, sau đó mình đi ra Làng Hương. Di chuyển ra đồi Vọng Cảnh cũng rất là dễ đi ý, chỉ có khúc này thôi, đau bụng kinh khủng. Đây rồi, đồi Vọng Cảnh đây rồi. Đến đây là đồi Vọng Cảnh ý, thì các bạn cứ men theo con đường hướng cho con chúa nhá. Đồi Vọng Cảnh ở đây có núi này, có nước này. Đây là mọi người xuống tập trung ở đây để tắm trại á. Hôm nay trời cũng nắng. Thế mọi người tắm trại đây khá là vui.
Lên đây làm vài pô ảnh cũng khá ok la nha mọi người. Chơi với xong bỏ được bộ ảnh rồi thì mình di chuyển thêm 500m nữa thì ra hàng Hương nhá. Đến làm Hương rồi thì bạn có thể đặt vào bất cứ một quán nào mà không hề mất phí chụp ảnh nhá. Nếu mà các bạn mà chụp ảnh xong ấy mà các bạn muốn ủng hộ quán người ta thì có thể mua thêm quý quà hoặc là mua bất kỳ một gì đấy để ủng hộ người ta thôi. Thế là cũng được rồi. Hello, bây giờ các bạn đến đi đồ bọc cảnh này, Hoàng Hương với cả Tốn An. Bây giờ thì mình đã về khách sạn để ngủ rồi, thì hôm nay đi cũng khá là mệt, đường cũng khá là xa. Trời hôm nay còn nắng nữa. Và tất nhiên là đã vừa ra một cốc coffee house, trà đá cam xà để uống. Thay vì tối qua mình lỡ mất trà đá cam xà. Và trong lúc đi làm Hương ấy, sau khi mình chụp ảnh xong thì mình có thể tắm cho mình cái quạt với tông màu đen và tím chủ đạo, đẹp lắm. Thật ra ở đây có gió đấy, nên là mình quạt này thì với mục đích là mình muốn khoe quạt cái màu của mình thôi, không có ý gì chứ không phải là mình bị hâm mà nữa là ra đây đứng có gió nhưng mình dùng bằng bắn nha. Theo mình cảm quan hôm nay đi ấy, thì mình thấy có Thiên An và rồi Quảng Cảnh khá đẹp, thì rất là nhiều rừng cây nên là trời khá là mát thoáng. Một chỗ là cái đường đi nó hơi bị một phần không hiểu sao mình cảm thấy ở Huế này, mấy cái khu vực mà đường đi đến thăm các di tích với cả mấy cái đồi thì đất đá, chủ yếu đất đá cho nên là xe tải đi cũng khá nhiều. Thế nên là mỗi lần đi mà đi sau cái xe tải bộ kinh khủng, gọi là mặt ngập bụi luôn ấy, tha thật. Ok, giờ thì ăn trưa với mình nhá. Rồi lại đến chuyên mục khen chê các món ăn của mình nào. Món đầu tiên chính là món súp cua bảy cánh ở 35/35 Nguyễn Thái Học. Mình gọi một súp cua trứng cút có thêm tôm có giá là 33.000 nhá. Cái phần súp cua thì khá đặc, thơm, có trứng cút, có tôm, có giò sống, nấm hương và đủ những nguyên liệu khác, ăn khá đưa mồm nha mọi người. Thời tiết ở Huế nắng nóng như này ngại ra đường ăn cực kỳ luôn. Mà may thế có bát súp cua ăn như này thì còn gì bằng. Mời mọi người nha. Úi dồi ôi, cúp nhanh quá, nóng nóng mọi người ạ. Ngon, rất đáng đồng tiền. Rất đáng để ăn thử nha mọi người nhá. Tiếp theo là món gì đây nhỉ? Vâng, đấy chính là bánh canh bột lộn mọi người. Bánh canh bột lộn nhá. Cái phần bánh canh nó không làm dạng bánh canh bình thường mới ăn đâu, mà nó làm bằng cái bột lọc ý. Đấy, cái vỏ bột lọc như này, dai dai, sần sật. Bánh canh cua bột lộn này thì mình mua ở bánh canh Mân tại 91 Phố Lệ 6 nhá. Giá bánh canh là 15.000 thôi nhá mọi người. Mình thì không thích món bánh canh này lắm, nước lèo với không thơm, cháo cua ở Huế thì ngon miễn bàn rồi. Thế nhưng phần bột lộn thì nó dai quá không mềm nên mình không thấy món này ngon đâu. Kết thúc bữa trưa hôm nay là một phần cơm suất cho hai người ăn ở quán cơm Chị Tẹo tại 59 Hai Bà Trưng nhá. Mình gọi một bực xào ăn khá là ngon. Cá thu kho thì mình tưởng là phần nước sốt sẽ sệt sệt cơ, cá ăn thì hơi khô, canh chua có cả giò sống và hai phần cơm có giá là 260.000. Thì mình ăn có một nửa suất thôi, thì mình ăn thấy không ngon lắm nên thôi mình không ăn nữa. Hôm nay là ngày cuối mình ở Huế rồi, tầm này sáng mai mình phải ra tay sớm. Giờ thì mình sẽ đi mua đồ và đi ngủ của nó giặt ấy. Từ đó nhận lời một vòng Huế ăn phẩm và từ nhà chị thành phố luôn. Giờ thì mình đang đi lấy đồ giặt của hai chị em đây. Mai là chỗ mà mình giặt là giặt khô á, nó gần ngay cái khách sạn nên là mình ai cũng gần. Tại vì cái khu phố ở chỗ khách sạn nhà mình là khu phố đi bộ kia là người ta không vào được nên là người ta mới nhờ mình là tự tay lấy. Đây đến nơi rồi, đi có 5 phút không ạ? Giờ mình đã lấy đồ rồi, tôi sắp phải đóng cả đồng hồ này đây. Đúng cái mốt mọi người ạ. Thì đây là đặt giá dọc là 95.000. Khá là rẻ, 17 một cân hả? Và cái này về khách sạn để cứu đủ. Đây lên lết mã thì cũng muốn về đến cái khách sạn rồi. Đây có số độ giờ mọi người muốn mọi người vào đây chúng ta xem. Đấy, ai cứ cố mà phi ấy, thì người ta tuyết còi cho luôn. Còn đây là phía ngoài của khách sạn mình đang ở nhá. Ôi, hôm nay mới thông thả đi lượn cầu Trường Tiền buổi tối này mọi người, cùng ngắm cầu Trường Tiền với mình nha. Điểm mình thích nhất ở cầu Trường Tiền ấy chính là một bên xe cộ đi lại cực kỳ tấp nập, nhưng một bên thì dành cho người đi bộ cực kỳ là yên bình luôn. Chưa kể gió man mát thích cực ấy, lại còn đèn xanh đỏ tím vàng nháy khắp cái cầu nữa chứ. Và mình cũng tin nó lại lần thứ ba nữa là Huế không hề buồn và nhạt nhẽo đâu nhá mọi người.
Mình lại đi lượn chợ Đông Ba xem có cái gì cứu vớt được bữa hôm qua mình đi ăn bún nghệ không với mọi người. Thì may quá mình nhìn thấy quán này, thấy đông nên mình tạt ván luôn. Đây là quán mì Hến Thanh ở số 7 Phan Đăng Lưu nha mọi người. Quán này đông dã man ý. Mình vào mình gọi tô mì Hến mà chờ 20 phút mãi mới đến lượt đấy. Nhìn người ta làm mà không có thời gian dừng tay luôn ý. Thế nên là thôi mình cũng chỉ dám ngồi nhìn thôi, cũng không dám tục. Cuối cùng sau sự chờ đợi khá là lâu thì mình cũng có bát mì Hến để ăn. Một bát mì Hến đầy đủ thì có hến bé xíu xiu này, da heo, lạc. Nói chung là nguyên liệu không khác gì cơm Hến đấy mọi người. Chỉ khác là mì với cả cơm thôi. Nhưng phải nói thật là ăn mì Hến ở đây ngon thật. Mọi người nhớ ra đi ăn nhá. Mà giá rẻ thì cũng giật mình luôn. Có 12 người một bát thôi ấy. Tính tiền xong mình với chị mình mắt tròn xoe nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu mới đi nhá. Và ăn xong thì mình cứ đi qua cầu Gia Hội đến cơ sở Tiên Hương trên đường Chi Lăng để mua quà bánh các thứ về Hà Nội. Và đây thì có đủ tất cả các thể loại bánh để cho các mọi người chọn luôn. Hôm đấy mình mua đồ thì thanh toán hết gần 300 nghìn đấy. Mua đồ các thứ xong xuôi thì mình lại đi lượn lờ linh tinh xem có cái gì ăn được không. Thì lại là một vòng Hà Nội buổi tối mọi người ạ. Trông nhìn đèn đường sáng sủa như này thôi nhưng mà vào Đại Nội buổi tối có cảm giác sợ lắm mọi người ạ. Hiểu sao từng có cảm giác sợ sợ ấy. Tại vì cái đường ở trong Đại Nội này nó tối với cả là mấy cái rìa đường ở ngoài người ta làm đường ấy. Thế nên là bụi bẩn lắm. Nói chung là đi ven ở ngoài cái Đại Nội ấy, buổi tối om ấy. Nói chung là tốt nhất là mọi người đừng đi nên đi dạo Đại Nội buổi tối nhá. Nói thật. Lượm một vòng ngoài đường xong thì mình lại về mua bánh mì Trường Tiền ăn. Thì thấy khát nước quá nên tiện tạt qua mua sữa đậu nành ở quán O Lễ bên cạnh luôn xem uống nó như thế nào. Thì mình có hỏi mấy bạn ở đây là uống gì ngon thì các bạn ý bảo là uống sữa đậu phụ ngon lắm. Nên mình cũng quyết định gọi thử uống xem nó có ngon thật sự hay không. Và thế là mình quyết định gọi một sữa đậu này với một sữa đậu phụ để uống. Hai cái túi này thì mình mua chỉ có giá là 10.000 thôi ấy. Mà eo ơi, cái quán này nó đông dã man như mọi người ạ. Mình cũng phải đợi mãi mới đến lượt để mua hai túi sữa đậu ấy. Thế xong rồi sao? Up cái ảnh lên khoe mọi người là lần đầu tiên uống sữa đậu phụ ngon lắm. Thì có đứa em mình mới comment bảo là chị phải uống sữa đậu ván pha với sữa đậu phụ mới là chuẩn bài nhá. Ôi dồi ôi, nào ai biết đâu. Nghĩ mà nó chán luôn ấy. Nhưng mà thôi không sao, uống ngon là được. Lần sau có cơ hội mình quay lại mình sẽ phục thù. Hello hello, và đây là ngày thứ 5 mình ở Huế. Nhưng mình đang đi ra sân bay để chuẩn bị bay về Hà Nội rồi. Sân bay hôm đấy thì cứ phải gọi là đông dã man con ngan nhá. Đứng xếp hàng dài luôn, mãi mới được vào cửa check in ấy. Giờ thì mình ra bay đây. Khi nào hết dịch mình lại đi khám phá Huế tiếp nhá. Mọi người hãy like và theo dõi kênh của mình để thu nạp thêm nhiều kinh nghiệm đi du lịch nhiều nơi nữa, cũng như là xem những hành trình khám phá tiếp theo của mình nhá.